Chứng kiến con gái chết trước mặt, mẹ ôm vào lòng khóc gào trong ngây. Chứng kiến con gái bị xe container cán tử vong trên cung đường nguy hiểm nhất Sài Gòn, người mẹ. Một clip đang lan truyền nhanh trên mạng xã hội, quay lại cảnh hai cô gái chạy xe máy với. Hé lộ nguyên nhân ô tô khách tông vào nhà chờ khiến một người tử vong. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được ngành chức năng xác định có thể là do lơ xe. Xe khách tông nhà chờ bến xe, một người chết dưới gầm, 5 người bị thương. Chiếc xe ô tô khách bất ngờ tông thẳng vào nhà chờ của bến xe Đồng Tâm, Cà Mau, làm cảnh sát phòng cháy chữa cháy bị tai nạn giao thông thiệt mạng khi sắp ra quân. 2 người thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông ở Bình Thuận là 2 cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh này. Sau khi xảy ra va chạm với chiếc ô tô đỗ bên đường, ba cha con đi trên xe máy. Gia cảnh thương tâm của nữ sinh đi chăm mẹ ở bệnh viện bị xe buồn cán tử. Khi lên bệnh viện chăm mẹ vừa qua ca phẫu thuật, tai nạn giao thông nghiêm trọng đã cướp đi. Vụ tai nạn 3 người trong một nhà tử vong ở Gia Lai, tài xế dương tính. Xét nghiệm cho thấy, tài xế tông 3 người tử vong ở Gia Lai không có nồng độ cồn, nhưng chiếc xe khách phanh gấp khi gặp một chiếc xe tải bị nạn giữa đường khiến xe khách bị lật. Hiện trường thảm khốc vụ 3 người trong gia đình tử vong khi va chạm với. Như đã thông tin, vào chiều 23/2 tại huyện Nghĩa Gợi, tỉnh Gia Lai, xảy ra vụ tai nạn giao va chạm khủng khiếp với ô tô. 3 người trong gia đình tử vong xảy ra va chạm khủng khiếp với ô tô. 2 vợ chồng đi xe máy cùng con nhỏ văng xuống. Chiếc xe tải sau khi đâm vào xe taxi tiếp tục lao lên hút văng 2 cây cột điện bên. Người mẹ gào khóc ôm con gái đang hấp hối dưới bánh xe khách, bé gái hấp hối vì bị xe khách cán qua người.